Chào mừng bạn đến với yêucây.vn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn nội dung về cách chọn cây cảnh hợp phong thủy với người tuổi Mùi. Để chọn đúng cây phong thủy vừa đẹp vừa mang lại lợi ích cho tuổi Mùi, chúng ta dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc để biết chính xác tuổi Mùi hợp cây gì. Trong phạm vi bài viết, mình sẽ phân tích người tuổi Mùi thuộc các năm sinh sau: tuổi Đinh Mùi 1967, tuổi Kỷ Mùi 1979, tuổi Tân Mùi 1991, tuổi Quý Mùi 2003. 1. Tuổi Đinh Mùi 1967. Người tuổi Đinh Mùi 1967 thuộc mệnh thủy, những loại cây thủy sinh, cây họ Tùng sẽ hỗ trợ, tương sinh giúp người tuổi Đinh Mùi 1967 thêm may mắn và tài vận cho gia chủ. Cây cảnh phong thủy hợp tuổi Đinh Mùi 1967 là cỏ lan chi, cây thủy Tùng, Tùng La Hán Mini, Tùng Bồng Lai cây thủy sinh. Ngoài ra, người tuổi Đinh Mùi cũng có thể sử dụng những cây thuộc mệnh kim, do kim sinh thủy, để sinh tài, sinh lộc, tăng thêm may mắn trong công việc. Lưu ý, người tuổi Đinh Mùi 1967 cần tránh những cây có màu nâu, vàng thuộc mệnh thổ, vì thổ khắc thủy. Những cây cảnh phong thủy thuộc mệnh thổ sẽ khiến bạn mất tiền tài, thiếu hụt may mắn, rước họa vào nhà. 2. Tuổi Kỷ Mùi 1979. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 mang mệnh hỏa, những loại cây phong thủy có màu đỏ, hồng, cam, tím sẽ giúp gia chủ có nhiều may mắn trong cuộc sống. Các loại cây phong thủy hợp tuổi Kỷ Mùi: cây phú quý, cây đa búp đỏ, cây vạn lộc, cây đuôi công tím, cây hồng môn. Ngoài ra, người tuổi Kỷ Mùi 1979 có thể sử dụng các cây thuộc mệnh mộc, do mộc sinh hỏa, để sinh tài vận, hút tài lộc vào nhà. Lưu ý, người tuổi Kỷ Mùi 1979 cần tránh những loại cây cảnh có màu xanh dương, đen thuộc mệnh thủy, thủy khắc hỏa. Những loại cây thuộc mệnh thủy sẽ khiến gia đình gặp những điều xấu, ảnh hưởng đến tiền tài và công danh. 3. Tuổi Tân Mùi 1991. Người Tân Mùi 1991 là người mệnh thổ, vì thế bạn nên trồng những loại cây cảnh có màu nâu, vàng để khắc chế đi nhược điểm của người tuổi Tân Mùi, mang lại cho họ những điều tốt đẹp nhất. Các loại cây hợp tuổi Tân Mùi 1991: cây lưỡi hổ, cây ngũ gia bì, cây lan quân tử, cây trúc phú quý. Bên cạnh đó, những cây có màu đỏ, hồng, cam, tím, cây thuộc mệnh hỏa hỏa sinh thổ sẽ giúp gia chủ sinh tài, sinh lộc, sinh phú quý. Lưu ý, người Tân Mùi 1991 không được chọn những cây thuộc mệnh mộc, do mộc khắc thổ. Vì những cây phong thủy thuộc mệnh mộc sẽ khiến người Tân Mùi gặp vận hạn đen đủi, ảnh hưởng đến tiền tài, danh vọng của mình. 4. Tuổi Quý Mùi 2003. Người tuổi Quý Mùi 2003 thuộc mệnh mộc nên những cây thuộc hành mộc như cây ngọc bích, trường sinh, cây cao tiểu trâm, cây trầu bà đế vương xanh, cây vạn niên thanh, thiết mộc lan sẽ mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những cây thuộc mệnh thủy có màu xanh dương, xanh nước biển, do thủy sinh mộc, sẽ tương sinh, hỗ trợ cho gia chủ tăng tài vận, may mắn. Lưu ý, người tuổi Quý Mùi khi chọn cây cảnh phong thủy, cần tránh chọn những loại cây có màu trắng thuộc mệnh kim, kim khắc mộc. Loại cây cảnh này sẽ khiến bạn rước vận xấu vào nhà, tổn hại đến việc làm ăn buôn bán và sức khỏe. Trên đây mình đã gửi tới các bạn cách chọn cây cảnh hợp phong thủy với người tuổi Mùi. Chi tiết nội dung các bạn có thể tham khảo tại website yêucây.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.